Đây nha mọi người, đây là cái dòng sản phẩm dưỡng tóc nha. Cái này là sẽ giúp tóc của mình mượt hơn và sẽ phục hồi tóc, làm cho tóc của mình nó bóng không có bị sơ rối nha. Đó, em đang bán nha mọi người. Hiện tại là cái dưỡng tóc này thì chị em cũng có thể sử dụng được, người lớn cũng có thể sử dụng được. Ok. Đây, cái dưỡng tóc này nó mềm tóc lắm nha mọi người, nó mềm lắm. Nó mềm lắm. Hiện tại là cái dòng sản phẩm này là nó mượt tóc và nó suôn cực kỳ luôn. Đó, nó không có bị cái tình trạng là khô dính tóc, cũng như là mọi người hay sợ là cái dầu bóng tóc thì nó sẽ làm cho tóc của mình nó bớt, nó dính lại, nhưng mà còn em này thì không nha, nó cảm giác cái sợi tóc của mình nó rời rạc ra và kiểu như là tóc của mình nó được nuôi dưỡng, chăm sóc, phục hồi, nói chung là rất là cao cấp. Thật sự cái dòng sản phẩm này là mấy hôm là em định order cái em này rồi, tại vì em thấy trên những cái review đánh giá rất là cao, em cũng định là thử làm mua cái dòng sản phẩm này về rồi, nhưng mà ở bên nguồn của em á, người ta có cái sản phẩm này, em quyết định nhập về luôn, cũng như là vừa xài vừa bán nha mọi người. Cái em này thật sự là rất là ok luôn. Thật sự là em đã sử dụng rất là nhiều dòng sản phẩm là dưỡng tóc rồi, nhưng mà tóc của em á là nó sẽ bị khô. Bởi vì sao? Bởi vì em tẩy tóc á mọi người, em tẩy tóc và em dùng cái màu mới á, nên tóc của em bị khô và kiểu như là nó bị chảy ngọn, cảm thấy là rất là buồn. Nhưng mà khi mà sử dụng được cái em này em cảm thấy cực kỳ ok luôn. Cái này gọi là cái này mọi người biết là cái tên gọi gì không? Cái này là cái dòng sản phẩm dưỡng tóc Biotin nha mọi người, dầu dưỡng tóc Biotin của Mỹ nha. Xài mê lắm, mà chị nào mà đang xài thì cho em những đánh giá nhận xét ở phía bên dưới, còn những chị em nào mà chưa xài á thì em nghĩ là đây là một cái loại dưỡng tóc mà rất là đáng để sử dụng, thật sự rất là đáng đồng tiền luôn. Nè, thôi lên nó không có bị bớt dính gì tóc ấy, mà cảm giác tóc của mình nó suôn cực kỳ luôn, nó suôn sẻ lắm nha mọi người, và cảm thấy là khi mình rơ vào tóc cái sợi tóc nó tơi 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 ra và kiểu như nó réo cái sợi tóc đó, mê lắm nha. Chưa có một loại gì sản phẩm dầu dưỡng tóc nào mà em nghĩ đến cái mức mà em phải review gấp gãy như thế này nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem video ngày hôm nay, và đối với những chị em nào muốn mua thì liên hệ cho em qua số điện thoại là 0356605677 hoặc là 0773339279 hoặc là 0355838057 nha. Bye bye.